Gần em một tí. Để mà nói thì anh Phan Anh là một cái người mà phải nói là người duy nhất chỉ gặp em vào cái thời điểm đấy, vào cái khoảng thời gian mà thực sự em rất là trông chênh, em không có một cái gì ở trong tay hết. Và ở cái thời điểm đấy thì em cũng có liên lạc với khá là nhiều người, nhưng mà có lẽ là em không tiện kể tên ở đây, nhưng mà em đều nhận lại một lời, đó là lời từ chối. Em thực ra em không trách ai hết cả, tại vì em nghĩ rằng là mọi người cũng có lý do của cái sự từ chối đấy. Và chỉ có anh Phan Anh là người duy nhất chịu gặp em và đồng ý làm quản lý của em ngay trong cái buổi gặp đấy. Thực sự lúc đấy em hoang mang cực, em không nghĩ là anh Phan Anh lại đồng ý, và em cũng không dám hỏi lại vì sợ anh ấy rút lại cái lời đồng ý vừa rồi. Cho nên là thực sự em muốn gửi một lời cảm ơn đến anh rất là nhiều. Và nhìn lại quá trình 6 năm vừa qua và có được những cái thành công như bây giờ thì không thể kể đến sự giúp đỡ và hỗ trợ rất là nhiều của anh Phan Anh. Và em hy vọng là anh em mình sẽ còn phát triển và làm được thật nhiều thứ hơn nữa trong tương lai, từ khi mà về chung mái nhà của VMAS. Và mong là tất cả các anh chị em bằng giới truyền thông, các anh chị đồng nghiệp, các anh chị đối tác và các anh chị em trong tập thể VMAS sẽ cùng giúp VMAS thành công và tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Em xin cảm ơn ạ. Thật sự là